Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ quay cái bầy chuột hamster Barbie của mình cho các bạn xem nha. Đây, tổng cộng là 6 bé hamster nha các bạn. Thì trong này thì mình thấy là có 4 bé sóc với lại 2 bé trà sữa nha các bạn. Đây. Đó thì cái bầy này thì nó cỡ khoảng đâu đó là 5 ngày tuổi nha các bạn. 5 đến 6 ngày tuổi là chưa tròn 1 tuần tuổi nha. Nhưng mà mình thấy là mấy con chuột con thì nó lớn rất là nhanh luôn các bạn. Đó, hiện tại thì nó đã lên cái màu đen đen như thế là mình chắc chắn là hamster sóc nha. Tại vì con chuột đực á, là con sóc, còn con chuột cái là con trà sữa nhưng mà nó cũng lai các bạn. Nó lai hamster sóc luôn. Thì thế là nó đẻ ra thì đa số là mình thấy là 4 con sóc nè. Lại hai con kia thì cái màu lợt lợt hơn, mình nghĩ là trà sữa nha các bạn. Đó. Thì cái con đực thì mình đã tách ra rồi, mình đã tách ra cho nó ở riêng một chuồng rồi. Ở trong cái chuồng này thì mình chỉ để con cái để mà nó tập trung vào chăm thôi. Và có nhiều bạn á là nói với mình đó là con chuột đực nó hiền quá, thấy con chuột đực nó hiền quá cho nên là để chung luôn, để con chuột đực nó phụ chăm con với chuột cái. Thì cái này á mình khuyên các bạn là không nên để con chuột đực chung nha, tại vì nhiều khi các bạn thấy con chuột đực nó hiền, nó không ăn cắn mấy con chuột Barbie vào thời gian đó thôi. Nhưng mà không biết là qua ngày hôm sau, ngày hôm kia thì con chuột đực nó có bị cái gì hay là không, thì nó quay lại nó ăn con thịt của mấy con chuột Barbie á thì không có tốt. Vì thế là các bạn, mình khuyên các bạn nên tách chuột đực ra là sẽ ok hơn. Còn con chuột cái thì các bạn cứ để bình thường cho nó chăm con nha, các bạn không có cần đụng chạm gì hết. Còn về lót chuồng thì tất nhiên rồi, phải lót mùng cưa nha các bạn, không có lót thay loại lót chuồng là được hết. Lót mùng cưa và các bạn lót nhiều một tí để cho con chuột cái nó làm chuồng, làm tổ để mà giữ ấm nha. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay có mưa thì các bạn nào mà nhà có chuột đẻ thì các bạn để mùng cưa cho nó giữ ấm nha các bạn. Rồi các bạn cứ để đồ ăn, đấy đồ ăn thì mua đồ ăn thêm, thức ăn sâu rồi đó, đồ bổ bổ thêm để tẩm bổ con chuột mẹ nha. Thì nếu như mà con chuột mẹ đẻ 6 con đó là theo mình thấy là khá là nhiều, vì thế là mình cho nó ăn thêm đồ ăn bổ nhiều nhiều một tí để chuột mẹ nó có sữa cũng như là có sức để chăm con nha. Cỡ tuổi này thì mấy con chuột này nó cũng đã mọc, bắt đầu mọc răng rồi nha các bạn. Cho nên là chuột mẹ chăm cũng khá là cực luôn. Và nó nuôi khoảng 1 tuần nữa thì mấy con chuột này sẽ bắt đầu mở mắt và tập ăn nha. Và lông của nó sẽ mọc ra từ từ và sẽ đầy đủ hơn. Đó, rất là dễ thương nha các bạn. Rồi, và có nhiều bạn hỏi mình đó là cái chuồng á thì chúng ta có cần nên là che đậy đồ kỹ không? Thì theo mình thấy là các bạn để một nơi nó yên tĩnh thôi, ít người qua lại, với lại các bạn hạn chế nhìn con mấy con chuột con vào những cái ngày đầu mà chuột mẹ nó mới chăm nha. Các bạn để nơi yên tĩnh để cho con chuột mẹ nó tự biết nó chăm con luôn. Đó, các bạn hạn chế nhìn nó nha. Rồi sau khi mà khoảng 2 tuần các bạn chuột hamster Barbie nó bắt đầu biết ăn rồi đó, thì các bạn tách mấy con chuột Barbie ra và để con chuột mẹ riêng một chuồng vậy luôn. Và các bạn cho nó ăn đồ bổ rồi thêm chăm chăm rồi cho nó khỏe một tí, khoảng đâu đó là 1 đến 2 tuần thôi các bạn hãy bắt đầu ghép chuột đực lại nha. Chứ đừng có thấy con chuột cái nó mới vừa chăm con xong, nuôi con lớn xong các bạn ghép con đực được vào thì con đực có lại giao phối chuột cái nữa thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chuột cái rất là nhiều luôn nha. Các bạn nuôi riêng con chuột cái khoảng 1 đến 2 tuần cho con chuột cái hồi phục sức khỏe và các bạn hãy ghép con đực lại nha. Rồi, thì đó là một vài lưu ý cho những bạn nào mà mới đầu nuôi chuột hamster sinh sản thôi. Thì chuột sinh sản thì có những con thì nó đẻ lần đầu nó không biết chăm nha các bạn, và nó đẻ lần thứ hai nó mới bắt đầu chăm con. Còn đối với con chuột này thì nó dạng như nó cũng lai lai căm beo một tí các bạn, cho nên là nó chăm con khá là dễ. Nó đẻ lần đầu 6 con mà nó chăm rất là tốt nha các bạn. Đó, con chuột này của mình thì nó cũng dạng lai căm beo một tí nha các bạn. Rồi, và video của mình thì cũng ngắn đơn giản như thôi. Đó, khoảng 5 phút thôi quay cho các bạn xem nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và nếu như thích cái video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video cho các bạn xem nha.